tôi rất cáu nhá. Đứa nào cứ bảo cáu là người yêu tôi đấy. Nó là em tôi. Nhưng thôi, nếu các bạn đã muốn đến thế thì hôm nay tôi sẽ đưa bạn gái đến cho anh em chiêm ngưỡng. Cơ mà tôi đang hơi đắn đo một chút, vì cô ấy vừa tsundere lại còn weebu. Quan trọng nhất lại là loli. Tôi nghĩ là các bạn sẽ không thích cô ấy cho... Hả? Cô ấy đứng sau tôi á? Xuất hiện lần đầu tiên trên itch.io vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, With You Till The End là một tựa game mô phỏng hẹn hò, được tạo ra bởi hai YouTuber kiêm lập trình viên tới từ Trung Quốc. Ban đầu thì tôi nghĩ đây là một trò chơi giả lập hẹn hò bình thường, nhưng không, nó hoàn toàn không bình thường một tí nào. Trong game này, anh em thực sự có thể trò chuyện cũng như tương tác một cách tự do với nhân vật nữ chính, qua đó nhận lại những cái kết quả vô cùng khác biệt sau mỗi lần chơi. Thoạt nghe thì có thể nhiều người sẽ bị bất ngờ với những gì mà tựa game này có thể đem lại. Thế nhưng, trong thời điểm mà AI đang bùng nổ mạnh mẽ như ngày nay, thì việc xuất hiện những con game áp dụng trí tuệ nhân tạo sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Đến với With You Till The End, game sẽ đưa anh em vào vai nhân vật chính, một chàng trai đang trong quá trình tán tỉnh một cô gái dễ thương với đôi tai mèo. Không một thông tin, cũng chẳng có lấy bất kỳ một manh mối nào. Chúng ta chỉ đơn giản là xuất hiện ở đây một cách vô duyên vô cớ. Mục tiêu lớn nhất mà game đặt ra cho anh em khi này là phải thuyết phục sao cho đối phương chịu mở cửa để chúng ta ra về. Cùng với đó là sự xuất hiện của ba biểu tượng hình trái tim, tượng trưng cho số máu của nhân vật chính. Nghe đến đây thì anh em cũng thừa hiểu là câu chuyện trong game rõ ràng là đang ép buộc chúng ta phải đối mặt với một nhân vật đáng sợ, một cô gái với tính cách yandere đúng nghĩa. Theo đó, những gì anh em cần phải làm là trò chuyện với cô nàng. Ta có thể nhập các câu thoại dưới dạng văn bản hoặc thu âm trực tiếp từ micro, nếu anh em tự tin với vốn ngoại ngữ của mình. Về phía cô gái, sẽ có một vài mốc trạng thái tinh thần khác nhau để chúng ta có thể nhận biết mỗi khi cô nàng thay đổi tâm trạng. Đó có thể là bình thường, vui vẻ hay là cọc, tùy thuộc vào lời nói của chúng ta. Ở một chiều hướng tồi tệ hơn, cô nàng này thậm chí còn có thể nổi điên lên và đâm anh em nếu cảm thấy bị xúc phạm. Và điều khó khăn sẽ nằm ở đây. Bởi lẽ, cũng giống như việc chúng ta trò chuyện với người thật, anh em buộc phải ăn nói sao cho khéo léo để không khiến đối phương phải khó chịu. Cách dễ nhất thì ta có thể hướng tới việc tán tỉnh cô nàng, từ từ tạo niềm tin, rồi thuyết phục cô ấy mở cửa cho chúng ta đi về. Qua đó sẽ đạt được good ending của game. Nhưng nhớ là phải chạy thật nhanh đấy nhá, bởi cô ta sẽ đuổi theo ngay sau đấy đấy. Còn trong trường hợp ngược lại, nếu anh em cho nhân vật nữ phát cáu, thì cô nàng không ngần ngại gì mà cho anh em vài nhát ư. Và sau đó sẽ là bad ending mà anh em có thể đạt được. Quả thực thì khi trải nghiệm từ game này, tôi đã hoàn toàn bị cuốn vào việc trò chuyện với nhân vật ảo từ lúc nào không hay. Thế nhưng tôi chợt nhận ra có một điều rất không bình thường đang diễn ra ở đây. Để cho đơn giản thì tôi sẽ gọi cô nàng tai mèo này là Ai. Cụ thể thì dù cô win bao nhiêu lần thì chăng nữa, thì mỗi khi bắt đầu một ván chơi mới, Ai sẽ luôn mở lời theo đúng một kiểu. Đó là chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bình Nguyên Vô Tận. À không không không. Đó là chào mừng sự trở lại của chúng ta. Như thể đã biết trước chuyện này vậy. Điều ấy dẫn tôi tới một giả thuyết. Có lẽ là trong những lần chơi trước, nhân vật chính chưa từng thoát khỏi sự kiểm soát của cô nàng này. Bởi lẽ, dù có thuyết phục Ai mở cửa thành công đi chăng nữa, nhưng chỉ cần nhân vật chính bước ra ngoài thì cô ta sẽ đổi ý và truy đuổi chúng ta ngay lập tức. Có lẽ, ngay khi màn hình endgame hiện lên thì cũng chính là lúc nhân vật chính bị Ai tóm lại. Những gì xảy ra sau đó thì tôi không chắc cho lắm. Có thể là Ai đã tra tấn và khiến anh chàng nhân vật chính mất trí nhớ cũng nên. I like it, Kaji. Vì đôi khi ta sẽ thấy Ai nói rằng nhân vật chính đã bị va đầu vào đâu đó mà bất tỉnh. Hiển nhiên, đây rõ ràng là một lời nói dối. Bởi vì nhìn xem, tường như thế kia thì chắc chắn là phải bất tỉnh rồi. Vậy Ai thực chất là ai? Câu hỏi này khá là đau đầu đấy. Bởi khi tôi đặt vấn đề trực tiếp với Ai, thì mọi thông tin cá nhân như là tên hay là tuổi đều không được cô nàng tiết lộ. Tuy vậy, tôi lại sớm nhận ra trong máy tính của Ai đã có sẵn đáp án. Cụ thể thì cái tên mà cô nàng sử dụng ở đây là CatGirl21. Trong đó, số 21 nhiều khả năng là tuổi thật của Ai. Tôi cũng có đặt thêm một vài câu hỏi khác để dò xét tình hình kinh tế cũng như là công việc hiện tại của Ai. Nhưng mà câu trả lời nhận được thì mỗi lúc một khác. Cô nàng nói rằng bản thân chẳng làm gì cả. Căn hộ mà cô đang ở thì lúc thì là của chúng ta mua cho, lúc thì lại là đặt thuê.
Chính điều ấy đã khiến cho tôi có một cảm giác rằng ai đang tự bịa chuyện để nói dối nhân vật chính. Nhưng tại sao cô ta lại làm vậy nhỉ? Và mối quan hệ giữa nhân vật chính với cô ta là gì? Để trả lời cho câu hỏi này, ta buộc phải xét đến những thông tin rộng hơn, như là bối cảnh bên ngoài chẳng hạn. Tuy nhiên, mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm. Cứ mỗi khi tôi lấy lý do muốn ra ngoài làm một điều gì ấy, thì ai lại luôn ngăn cản và nói rằng thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Bất giác tôi mới nhìn qua cửa sổ, thì chợt nhận thấy, đúng, thế giới bên ngoài trông rất là điêu tàn luôn, như thể là đang xảy ra tận thế vậy. Khi đem thắc mắc này để hỏi ai, thì cô nàng cũng không đưa ra cho chúng ta câu trả lời cụ thể, mà chỉ nói chung chung là thế giới con người đã bị phá hủy mà thôi. Có lẽ do sự ảnh hưởng bởi chính niềm tin có phần quỳ quặc ấy mà ai mới quyết định giữ nhân vật chính ở yên trong nhà. Vậy rốt cuộc niềm tin này tới từ đâu? Hãy xét tới chiếc máy tính của ai mà tôi nói bạn ấy nhé. Nếu anh em có thể thuyết phục được cô nàng thì cổ sẽ đưa cho anh em password là Facecake. Sử dụng nó để mở khóa máy tính, anh em sẽ có thể truy cập vào thư mục email của ai. Tại đây, ta sẽ thấy một bức thư được nhận vào ngày 3 tháng 9 năm 2000, đến từ người dùng có tên là Thông báo ngày tận thế. Nội dung trong đó nói rằng thế giới đã sắp đến hồi kết và mọi người nên chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà tuy nhiên khoảng 10 ngày sau đó, người này tiếp tục gửi thêm một bức thư khác. Họ thông báo lại là ngày tận thế đã bị tạm hoãn vì một vài lý do không thể lường trước được. What the fuck, sao ngày tận thế lại tạm hoãn là thế nào? Nhưng có vẻ như mọi chuyện đã quá muộn, ai đã không đọc được bức thư thứ hai, hay nói đúng hơn là không thể đọc được nữa. Ở phần thư gửi đi, vào ngày 4 tháng 9, ta sẽ thấy cô nàng viết một đoạn mail khác gửi tới người dùng cùng tên Athenae, với nội dung trong đó là liệu tôi có thể bắt người mình yêu ở với mình được hay không? Ok, đến đây thì có thể mọi chuyện đã rõ. Xem chừng đầu óc của cô nàng hơi có vấn đề thì phải. Nếu anh em vẫn chưa hiểu gì thì tôi sẽ tóm tắt lại như sau. Câu chuyện xảy ra trong game bắt đầu từ một cô gái vô danh. Vào ngày 3 tháng 9 năm 2000, cô bất ngờ nhận được một bức thư nặc danh. Nội dung trong đó thông báo rằng ngày tận thế đang sắp đến và thời gian sẽ không còn nhiều nữa. Thế nhưng thay vì kiểm chứng thông tin thì cô lại vội nghe theo lời nói vô căn cứ ấy. Bởi thế nên ngay ngày hôm sau, 4 tháng 9, cô đã tìm tới một chương trình với cái tên là Athenae, thứ cho phép lưu trữ con người vào thế giới ảo. Qua đó, cô nàng đã đưa bản thân mình và người yêu, hoặc là người cô đang theo đuổi, vào trong thực tại thay thế ấy. Nói như vậy là bởi, có thể cả hai chưa phải là người yêu. Như ta đã biết, thì ai là Yandere chính hiệu? Điều đó có nghĩa rằng, bản thân của nhân vật này ở thế giới thực cũng sẽ có tính cách tương tự. Do đó, nên tôi giả thuyết rằng cô nàng đã chủ động sát hại người bạn trai kia, qua đó ép anh ta vào trong thế giới ảo cùng mình. Điều đó giải thích vì sao nhân vật chính không thể nhớ bất cứ điều gì. Đó là do toàn bộ thế giới ảo chỉ tuân theo suy nghĩ của một mình nữ chính mà thôi. Trong đó, bao gồm cả niềm tin của cô bé về ngày tận thế không có thật. Thêm nữa, nếu như để ý chiếc váy của ai, ta còn thấy nó dính máu. Và nó sẽ luôn luôn như vậy, dù ta có khởi động lại game bao nhiêu lần thì chăng nữa. Đó là bởi, khi tiến vào thế giới ảo này, có thể hệ thống đã nhận diện và lưu trữ cả bộ đồ bị dính máu của cô nàng. Điều này cho ta thấy, cô ta thực sự là một kẻ sát nhân trong toàn bộ câu chuyện. Ok, khá là dễ hiểu rồi đúng không? Tuy nhiên, video chưa kết thúc ở đây, vì vẫn có một vài sự thật mà mọi người bỏ lỡ. Đầu tiên, anh em có biết rằng cô nàng Yadede này là một con nghiện Genshin Impact không? Bằng một cách thần kỳ nào đó, ai sẽ luôn hướng cuộc trò chuyện của chúng ta sang chủ đề về Genshin. Điều đó chứng tỏ cô nàng này là một weebu chính hiệu, giống tôi. Đến với một bí ẩn khác mà tôi muốn đề cập, anh em có biết rằng thực tế là ta không phải mất công dò hỏi mật khẩu máy tính của ai không? Bởi vì câu trả lời sẽ nằm ngay sau con robot được đặt trên bàn. Thêm nữa, trong đống thư rác của ai, ta còn phát hiện ra một bức thư có nguồn Trust Me Bro. Nội dung của nó là bức ảnh chụp lại một nơi ngẫu nhiên trong nhà của ai. Khi đến đúng vị trí ấy, anh em sẽ tìm thấy chiếc chìa khóa để thoát ra ngoài. Và bằng cách kết hợp cả hai mẹo kể trên, ta hoàn toàn có thể speedrun đạt được good ending trong vòng chưa đầy 30 giây. Khá là easy. Và ok, trên đây là toàn bộ nội dung phân tích cũng như giả thuyết về cốt truyện của Cờ Su dành cho tựa game With You Till The End. Anh em thấy tựa game này phân tích có hợp lý không? Và hãy để lại ý kiến xuống phần comment nhé. Đừng quên bấm like cũng như subscribe cho Cờ Su để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào có trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Peace.